Kênh Điện Tử Gia Phán xin chào anh chị ạ. Và chúng ta lại gặp nhau ở video clip này. Video clip về sửa kênh điện tử chuyên ngành điều. Và trên YouTube, kênh Điện Tử Gia Phán có rất nhiều video clip về giới thiệu kênh điện tử, về hướng dẫn sửa kênh điện tử, về hướng dẫn hiệu chuẩn kênh điện tử hay là về hướng dẫn sử dụng kênh điện tử. Và để tìm xem lại những video clip về sửa kênh điện tử mà thôi, thì anh chị có thể gõ Kênh Gia Phán sửa kênh điện tử thì YouTube sẽ hiện ra đúng cái video clip này, hoặc là sẽ hiện ra gợi ý cho anh chị những cái video clip chuyên về sửa kênh điện tử mà thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến Dầu Dây, Long Khánh, Đồng Nai. Đây là một cái địa điểm giao thương rất là nổi tiếng ở khu vực Đồng Nai cũng như là khu vực Lâm Đồng. Thì chị Hà đang có một cái cân bàn điện tử và sử dụng trên ngành điều và được sử dụng rất là lâu rồi. Thì hôm nay là chỉ gọi cân điện tử đến để bảo dưỡng cân. Thì anh chị thấy khi mà bỏ ba cái quả cân chuẩn 20kg lên thì cân nó bị mất đi một lạng, nó còn là 59.9 thôi. Thì công việc của cân điện tử Gia Phát bây giờ sẽ làm cho cái cân này nó đúng ký như lúc mới mua ban đầu. Với cái dòng cân bàn điện tử á, thì cái bàn cân, do cái bàn cân nó nằm sát thấp ở dưới á, cho nên thường thì nó chuột nó hay rút vào, nó ở bên trên cục cảm biến và nó thải ra như thế này, anh chị thấy rõ ha. Nên chuột nó rất thích cái chỗ vị trí trung tâm này, đây nó thích ở lắm, tại vì ngay chỗ đó có một lớp cao su mềm mà nó êm nữa, cho nên chuột nó hay ở trên đó và nó thải ra chất thải của nó. Thì trên vào bụi nè, mặn nhện nè, nó rất là thường xuyên. Nếu anh chị sử dụng trong môi trường ngành điều á, thì chuột nó thích ăn cái nhân điều và nó tha vào đây, nó ở và nó ăn ở trong đó. Hoặc là mọi số anh chị nào mà định kinh doanh trên bậc tiêu á, thì bên dưới cái bàn cân này rất là bụi, cho nên là để cho cân nó được chuẩn lâu dài á, vừa mới mà vừa chuẩn lâu dài á, thì anh chị nên vệ sinh cái bên dưới cái bàn cân thường xuyên, đặc biệt là cái khu vực cảm biến. Nếu mà chúng ta thấy được cái dấu hiệu của con chuột nó ở trong đó, nó thải ra, thì chúng ta nên làm sao sạch cái chất thải của chuột đi, để chuột nó không nhớ đây là nhà của nó nữa, thì cái cân của mình nó sẽ được bền hơn và chuẩn hơn theo thời gian. Sau khi vệ sinh xong á, thì chúng ta bắt đầu là chuẩn lại kênh điện tử Gia Phát. Anh kỹ thuật viên của kênh điện tử Gia Phát sẽ chuẩn lại cái cân này bằng những cái quả cân chuẩn mà kênh điện tử Gia Phát đã mang theo. Sau khi chuẩn lại á, thì cái cân nó sẽ chuẩn xác như lúc mới mua, cho nên anh chị hoàn toàn yên tâm để sử dụng trong thời gian lâu dài. Hướng dẫn cái video clip mà hướng dẫn hiệu chuẩn cái cân IHT3 này, cái thao tác cụ thể nó như thế nào á, thì anh chị có thể xem một video clip khác của kênh điện tử Gia Phát. Mà chi tiết cái video clip đó thì kênh Gia Phát sẽ để cái đường link ở bên dưới cái phần mô tả trong video clip này. Thì anh chị xem video clip ở trên YouTube thì có thể kéo xuống mà xem lại cái video hướng dẫn chuẩn. Còn nếu anh chị nào mà đang có một cái dòng cân bàn 300kg, 100g thì có thể xem trực tiếp video clip này và làm theo, nếu như anh chị có quả cân chuẩn nha. Còn nếu như mà anh chị có những trọng lượng mẫu khác thì anh chị có thể liên lạc trực tiếp với kênh tự Gia Phát để kênh tự Gia Phát hướng dẫn cụ thể hơn, trực tiếp hơn qua điện thoại. Rồi bây giờ thì cân nó đạt chuẩn rồi anh chị, bỏ 5 quả cân lên thì cân đúng bon 100kg như thế này đây. Anh chị hoàn toàn yên tâm có thể sử dụng cân trong thời gian lâu dài. Rồi để kiểm chứng thêm một lần nữa thì anh chị có thấy là khi mình lấy xuống một quả cân chuẩn thì cân nó sẽ xuống ký, nó xuống đúng bon 20kg mỗi lần, cho đến khi nào mà anh chị không còn một cái quả cân chuẩn nào trên cân nữa thì nó sẽ là trở về zero. Và để tìm đến những cái công ty cân điện tử để sửa cân điện tử tận nơi thì anh chị có thể truy cập đến website là cân điện tử gia phát.com hoặc là cân gia phát.com. đây là hai trong những website cân điện tử chuyên về sửa cân điều hoặc là sửa cân điện tử tận nơi. Và anh chị có thể thấy là trên website chính có những cái chuyên mục lớn về sửa cân điều, cân hạt điều hay là sửa kênh điện tử tận nơi, thì anh chị hoàn toàn yên tâm. Và nếu anh chị đang xem video clip này trên YouTube thì anh chị không cần tìm kiếm cái link Rosa, anh chị cần kéo xuống dưới xem ở phần mô tả có sẵn hai đường link mà kênh tự Gia Phát đã cẩn thận đặt để bên dưới. Anh chị cần nhấn vào đó sẽ tìm đến công ty kênh tự Gia Phát sẽ nhanh hơn. Hoặc là anh chị có thể gọi nhanh đến số hotline hiển thị trên màn hình thì kênh tự Gia Phát sẽ lắng nghe mọi nội dung, mọi cuộc gọi của anh chị và di chuyển để anh chị sửa cái nhanh nhất có thể ạ. Và anh chị xem video này trên YouTube thì đừng quên nhấn vào nút subscribe hay là nút đăng ký bên dưới video này để nhận được nhiều hơn video clip về hướng dẫn sửa kênh điện tử anh chị nhé.
hoặc là để lại những lời comment, những lời nhận xét bên dưới video lúc này. Để kênh Tự Gia Phát hiểu được anh chị đang gặp những vấn đề gì và cần hỗ trợ gì thì anh kênh Tự Gia Phát sẽ phản hồi nhanh nhất có thể ạ. Kênh Tự Gia Phát cảm ơn anh chị rất nhiều đã dành thời gian xem trọn video này và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.